Xin chào mọi người, thì hôm nay em cũng có mua một con gà ký mấy á, ký tư. Thì hôm nay em sẽ làm một cái món món gà là nấu nấm, nấu với nấm. Thì ở đây em có con gà, em có những cái nấm cơm. Nấm này thì em sẽ làm rồi với sạp sang, với cà rốt, củ cải trắng, cải bẹ xanh. Đó. Thì những cái bông bí. Rồi. Những cái loại nấm. Hôm nay em sẽ làm cái món gà nấu nấm. Thì cái gà nấu nấm này thì mình muốn làm thì mình sẽ rồi giờ thì em sẽ lấy cái chanh, cái tắc, em sẽ làm khử cái mùi tanh của con gà cho nó sạch, cho nó không có bị hôi cái con gà. Cái tắc mình lấy chanh cũng được, với giấm cũng được, cái gì cũng được, chua chua là được. Chà lên cho con gà cho nó săn cái thịt lại, cho nó không có mùi hôi, mùi tanh của gà. Thì lát mình sẽ ướp chặt cho mình ướp sẽ ngon hơn. Rồi thì giờ em sẽ rửa mấy cái nấm này đó, mấy cái nấm với bắp. Lát mình sẽ làm cái gà nấu nấm cà gót. Nấm rửa sạch xong lát mình chế biến. Rồi với mấy cái nấm mình luôn. Rồi với cải để lát mình ăn với nấm. Rồi thì mình rửa bông bí luôn. Bông bí lát mình ăn với nấm luôn, với gà gà nấu nấm. Rồi xin chào cả nhà, thì hôm nay em sẽ làm một cái món, đây là gà. Thì cái gà đây là em sẽ làm một cái món gà nấu với những cái nấm. Nấm thì có những cái nấm đó, nấm gơm, rồi có những cái bắp, củ cải, cà gót, cải bẹ xanh với bông đó, kèm có đó là hải sản, những cái ớt với tỏi. Thì em sẽ làm, thì giờ em sẽ bắt đầu. Rồi giờ bông tỏi bắt hành cũng xong, thì em sẽ bỏ trong đây để ướp tỏi, ướp với thịt gà. Bỏ vô đây một muỗng cà no. Hãy
Rồi thì giờ cái nồi cũng nóng rồi, em sẽ bỏ vô đây một ít dầu để mình xào với ít tỏi này để cho cái thịt gà lát mình xào mình làm cái nồi nắp. Thì nãy mình ớt cũng ớt thịt gà rồi thì những cái xào cái này lên cho nó vàng, xong mình sẽ bỏ cái thịt gà này. Thì gà này em sẽ mua một con là 1,4 ký. Thì nấu gà đậu nấm thì mình phải có rau mình kèm, mình thích ăn rau gì thì mình kèm vô thêm. Giờ mình sẽ bỏ vô gà vô. Gà vô mình sẽ ấy cho nó săn cái thịt lại. Đây là cái đùi, đây thì cái là hai cái. Thì mình ấy cho nó săn cái thịt gà này với nó thấm cái những cái gia vị hồi nãy mà mình ớp. Chờ nó săn xong mình sẽ đổ nước vô. Rồi em sẽ cho 2 lít nước. Cho 2 lít nước vô cái nồi lẩu gà. Mình lấy cái nắp nãy lại cho nó mau sôi. Thì trong khi chờ đợi những cái gà, mình sẽ chế biến những cái củ quả. Quả cà gót với củ cải trắng để lấy cái nước của gà nó sẽ ngon hơn, ngọt hơn. Rồi thì cái bắp này mình cũng sắc ra luôn. Ba làm bốn gì á tùy. Cái bự thì mình sắc đập năm luôn. Rồi giờ thì cái nồi lẩu gà của mình đã sôi thì mình sẽ vớt mấy cái bọt này ra đó. Vớt mấy cái bọt để cho nó cái nấu lẩu là lúc nào mình cũng phải vớt bọt
món gì cũng vậy, để cái bọt còn dai nữa sẽ ngon hơn. Này không hả, mình hấp sơ qua con gà, mình trụng qua sơ cái nước nước sôi á, mình nấu nó sẽ săn lại con gà, nó sẽ ngon hơn. Rồi thì giờ cái gà nó cũng sôi thì mình bỏ những cái cà gót này vô để cho nó mềm, lát cái nước của mình nó sẽ ngọt hơn. Bắp này mình bỏ vô luôn. Mình nấu về là cái nước gà nó sẽ ngọt. Củ cải thì lát mình bỏ vô sau đi. Mình sẽ đậy nắp lại để cho nó sôi lên, thì mình sẽ nếm những cái gia vị. Thì những cái gia vị hồi nãy thì trong gà thì nãy mình cũng ớt rồi thì nó cũng có, thì lát mình sẽ nêm một ít nữa thôi là nó sẽ vừa với cái nước gà với những cái củ bắp với những cái cải đó rồi nấm nó sẽ ra, thì nó sẽ làm cho cái nồi gà nấu nấm của mình nó sẽ ngon hơn. Nhiều khi cả nhà mà muốn ăn cay cay the bỏ vô những vài trái ớt, và trong khi chờ đợi thì những cái nấm này nó hơi bự á, mình sẽ cắt ra, nó cắt ra làm hai, à bự á, cắt ra làm hai. Bỏ vô cái tủ gà. Gom thì mình để đó, để chừng nào ấy mình sẽ bỏ vô. Cái hạt sen bây giờ nó cũng sẽ sôi hả, những cái hạt sen này sẽ bỏ vô luôn, nó cũng sẽ lâu sôi. Bỏ cái hạt sen vô. Mình bỏ những cái này vô, những cái bọt mà nó lên nữa thì mình sẽ vớt một chút nữa, nó sẽ hết. Giờ là những cái gà đó là nó thơm rồi đó. Cái nào thì cứng á, mình sẽ bỏ vô trước, mình hầm sẽ ra cái nước nó sẽ ngon hơn. Giờ mình bỏ củ cải trắng vô luôn. Rồi mình đậy nắp lại cho nó mềm. Rồi thì mình hầm từ nãy giờ thì cái nồi ẩu của mình giờ thì sẽ được, thì mình sẽ bỏ vô đây thêm một ít gia vị. Hồi nãy thì mình không bỏ muối, giờ mình bỏ muối thêm một chút, chừng 1 muỗng rưỡi muối.
ít nước ngọt. Xíu đường, nửa muỗng đường. Tại vì những cái củ quả này, cà gót rồi với bắp, nó sẽ ra những cái chất, nó sẽ ngọt. Với nước bèo của cái gà nó ra nữa, sẽ ngon. Cho thêm một chút đường. Rồi giờ nước nó cũng sẽ sôi đậu. Giờ mình sẽ bỏ những cái nấm vô nữa. Những cái nấm này vô nữa là chín luôn. Rồi mình để cho cái nấm này chín nữa và xong. Rồi giờ nước nó sôi mấy cái nấm này nó cũng chín luôn.
mấy cái hả? Trên suối sông. Rồi giờ lẩu cũng chín rồi, xin mời cả nhà luôn. Còn lấy cái ghế nữa. Con ở đây nè. Đùi nha. Xin mời cả nhà, giờ lẩu cũng nắm cũng sẽ chín rồi. Nay mình nấu gà với nấm. Gà nấu nấm. Ngon lắm, bảy. Ướp mà không lên luôn kia. Gà nấu nấm. Gà mềm à. Làm cái nhà. Làm cái đồ trước đây. Đây là cá bè xanh. Mình bắt được không? Có cái này không? Bí nữa. Lẩu này phải bọc bí.
Dạ, hôm nay muốn con chỉ tùy. Muốn chạy gà bên đây nè. Đây là tiệm. Sen lắm. Mấy giờ chứ? Mấy năm mềm. Gà là nhiều quá mình bỏ những cái nắp này vô nó không kịp tính, bỏ vô từ từ. Bỏ bớt cái bắp ra. Cái này thịt. Tan mông gà này nhiều quá. Cái từ bỏ giờ mình phải sắp cái được. Bắp dùm nước nó ngọt hay không?
cho phá luôn em. Còn nắm nữa không? Rất ngon mà. Mua 25 ngàn là bữa mua nhiều. Tân nhà sắp đầy luôn rồi, đâu ở luôn. Nắm nè, nắm đi. Bánh bún thôi. Đây còn nè. Giờ mấy cái nấm với cái hạt sen nó ra nước ngọt. Giờ ăn cải cái nước còn ngọt. Yeah.
cải mà xanh nó ra ngon. Cái này là phải nhờ dao mới với nhau giờ bỏ vô cho nó ngon dính gì. Tiếp tục nữa nè. Làm từ nãy cái đồ chưa hết bấm đầu quá trời nè. Đồ bự quá hả? Lẩu này lúc đầu nấu mình thấy không nhiều chứ không bỏ dao rồi vô này kia nó quá trời.
Tiền một phát thôi. Nước đẹp đó ngon. Xem hết trời.